À, bị ừ, chào con nha. Con cáo với cháu là hôm nay con cha Dạ. xin nhà đạo với lại các bạn anh em đi Dạ. đi đi thăm hỏi tặng quà cho những người khuyết tật nặng á. Ừ. Thế thì ở xã ta cũng có mấy trường hợp mỗi cũng chọn cháu do cái điều kiện không ai nhờ cháu đâu, mình cũng như bệnh tật trái chữa được, con thì đâu mình vợ nuôi quá hoàn cảnh, nhưng mà Cái cha áo. cũng về chia sẻ rồi Ừ. anh chị nếu để chia sẻ với cháu Ừ. cháu cảm ơn vợ mình là không nuôi được con được chồng, Ừ. đi Hà Nội mấy tháng về không chữa được. À, Có ngồi tự ngồi lên xe lăn được không? Chưa không? Thế ngồi lên xe lăn coi nào. Ồ, khó khăn nhỉ. Có phải đỡ không? Đấy là tự tự làm ban ngày đi được không? Rồi, con tên gì nha? Tên gì? Tên gì này cháu? Tên mình Hoàn. Hoàn, Hoàn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 40, sinh năm 1983. 83. Hoàn 83 nhưng mà Hoàn tại sao lại bị như bạn gà, ăn gà? Em đi làm dưới là tai nạn. Bảo ý là đi làm bị tai nạn này. Rồi lâu chưa? 2 năm nay rồi. 2 năm nay. Ô, lại cũng mới này thôi nha. Vậy bây giờ là chân là không có đi rồi. Không không đi Phải đi xe lăn, ngồi xe lăn vậy thôi. Ngã đấy là ngã nửa là rút hết này. Ngã là rút. Tức là ngã từ trên mấy nhà xuống à? Rồi 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 rút. Đang kết thúc thời gian vậy. Đầu Hoàn có gia đình, có vợ, có con chưa? Có dạ, có. Mấy cháu? Ba cháu. Ba cháu. Cháu lớn nhất là phải mấy tuổi rồi? Hai là sáu, hai là bảy, mười bốn, nhớ đấy là lớp 11 rồi đó. Thưa bây giờ thì có một mình vợ đi làm thôi nha. Bây giờ thần thì đánh để trụ cột của gia đình, mà bây giờ lại ngồi trên xe lăn khổ. Hoan hôm nay là có đây là cô Phơ nhé. Cô Phơ là tên chủ tịch hội bảo trợ người khuyết tật trẻ mồ côi của huyện Hoàng Hóa, rồi có cô Hải cô Hải đó là phó của cô Phơ, rồi là có cô Linh. có Lịch đấy là bảo trợ của xã Hoàng Yến. Đây đây có cha bên tòa giám mục Thanh Hóa nhá. Rồi còn đây là Lộc, đây là Lộc, đây là chủ của cái tiệm cắt tóc là Lộc Ghe nhá, ở trên thành phố đó. Thì hôm nay ở đến đây ở thăm Hoan nhá. Anh đây là trưởng làng nha. Không phải, giới thiệu đi lịch báo cáo này là chú là Hồ Văn Tịnh và phó bí thư đảng ủy xã Hồng Yến. Vâng. Thế là cô Hiền là cán bộ chính sách. Vâng, chào các anh các chị nhé. Đứng ở đây trong đi nó đi kỹ thuật nha. Thì hôm nay vâng. Báo cáo với anh chị. Vâng, mời chị. Báo với anh chị và giám mục Minh Hóa cùng với các anh ở tiệm cắt tóc của Khe hôm nay cùng với đoàn của huyện về cũng đi thăm các gia đình người khuyết tật trẻ mồ côi, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Hóa. Hôm nay thì là đến Hồng Yến, thì nãy thì các anh chưa đến được thì đến một cháu Hoài chạy thận thôi, bây giờ đến đây thì cha đang có ý kiến thì xin mời cha. Vâng, muốn thăm cháu Hoan thì cũng thấy có hoàn cảnh rất là éo le, bây giờ đang là trụ cột của gia đình đó, mà bây giờ thì bị tai nạn thì trở thành người khuyết tật, rồi bây giờ không có đi đứng, không làm việc được, thì mọi cái gánh nặng chỉ có trên đôi vai người vợ thôi, con thì ba cháu thì đang còn nhỏ, thì hoàn cảnh khó khăn, cho nên là hôm nay thầy Tác Thanh Hóa cùng với anh em trong chuyện mà tóc Lộc Khe ở trên thành phố về đây để thăm gia đình của Hoan nhé. Dạ. Có
đây là có bánh cho các cháu nhé. Rồi còn đó là có miến, có nước mắm, có bột canh nhé. Đây lại có thùng mì đi gói, thùng mì gói cho Hoan nhé. Và đây là cái, vâng, đây là cái số tiền đây là 1 triệu đồng của các ân nhân của ca tác Thanh Hóa để giúp đỡ cho Hoan nhé. Rồi cũng rất là cảm thông cho Hoan vì cái hoàn cảnh rất là khó khăn, rất là yêu thương. Và bây giờ xin mời Lộc nhé. Hôm nay cũng là cái món quà của khách hàng và salon nhé. Xin cảm ơn salon mình nhé. Tuy nhiên mong anh sớm khá nhé, thử chủ cái vụ ảnh gì nhé. Đó, thì mọi người đều thương Hoan nhé. Rồi cho nên là cố gắng lên nhé, luôn luôn sống trong cái sự lạc quan để rồi trở thành cái trụ cột của gia đình, cho vợ con này còn có nơi để mà nương tựa nhé. Rồi Hoan con đôi lời. Trước hết thì em có lời tức là em cảm ơn, thứ nhất là cảm ơn các bác các anh các chị rồi đến hỏi thăm đến sức khỏe gia đình nhà em. Không may là em bị như thế này, rồi các anh các chị cũng gọi là có tâm quà đến gọi thăm em. Em cũng rất cảm ơn. Bây giờ em không nói chung làm, bây giờ em chả làm cái gì, nói thẳng em chả làm cái gì cả. Như thế còn một số tiền thế này đóng góp cho em dùng mua thức ăn uống. Em rất cảm ơn. Rồi mọi người quan tâm đến Hoan cho nên cố gắng nhé. Rồi cảm ơn các anh các chị bên chính quyền địa phương đã luôn luôn đồng hành với những người còn trẻ khó khăn, những người khuyết tật. Có lẽ là thay mặt địa phương xin rất là cảm ơn tại người các anh em trong quý hội gọi là salon tóc đã có ghi rất là lòng chân tình đối với người đọc với hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nốt đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.